tem nhập khẩu luôn nha, vừa có tem nhập khẩu luôn, giống như rượu vậy, rượu có tem nhập khẩu. Đấy, bên bên bạn ha. Quay lại làm kỷ niệm với con này mình bán về cho anh một anh trai ở Lạng Sơn rồi nha, trai Lạng Sơn này. Quay clip này mình lưu lại để kỷ niệm thôi. Máy này mình thâu lại của khách rất là lâu rồi để trưng bày. Bây giờ mình cải tạo lại showroom, mình không có chân nữa, cái cũ nữa mình chưa mới toàn bộ. Mình quyết định thanh lý cho anh em có đam mê. Máy này ngày xưa của anh Nghĩa bán ha. Của máy này mà hiện tại bây giờ ha, hiện tại của này là 8 tháng 4 năm 2022. Con máy này bây giờ mà xếp thứ hai thì ở Việt Nam mình á, Việt Nam mình chắc không có ai xếp chủ nhật hết. Nó mà xếp thứ hai thì không có ai chủ nhật, em chắc luôn, chắc 100% luôn. Tại sở dĩ nó là cái hàng này là hàng bán tại Việt Nam, nó có điều khác những cái hàng nội địa. Nội địa nhập về bên nội địa thì có thể là người nước ngoài người ta còn sót trong kho thì đó, nhưng mà đặc biệt là hàng Việt Nam thì cái độ hiếm nó càng cao, là hàng này bán tại Việt Nam nên hầu như khách hàng người ta mua về người ta sử dụng hết. Rất khó những cây gọi là mới như thế này, hầu như bây giờ xài là hư hết rồi. Mười mấy năm rồi, mà 2007 2022 là 15 năm thì bây giờ cũng hư hết hoặc là xấu hơn, chứ không thể nào như cái máy này được. Máy này mới xài chừng 2-3 lít xăng à. Đây em còn chưa chóc à.